Xin chào các bạn, hôm nay thì thầy sẽ làm một video ôn tập bài số 7 trong sách Wonderful World 5. Đây là chương trình ôn tập học kỳ 2 của trung tâm. Thì phần đầu tiên chúng ta sẽ ôn về từ vựng, và phần số 2 thì sẽ giúp các bạn ôn về phần ngữ pháp. Rồi chúng ta vào phần đầu tiên nhé. Phần từ vựng. Từ số 1 chúng ta có từ skill. Skill là kỹ năng. Số 2 chúng ta có từ speak. Speak. Đây là một động từ, có nghĩa là nói. Số 3 chúng ta có từ listen. Listen. Listen là nghe. Số 4 chúng ta có từ read. Read là đọc. Số 5 chúng ta có từ write. Write là viết nha em. Và số 6 là phần là từ vocabulary. Vocabulary là phần từ vựng, có nghĩa là từ vựng. Số 7 chúng ta có từ grammar. Grammar là ngữ pháp. Số 8 chúng ta có từ phonetics. Phonetics là ngữ âm. Số 9 chúng ta có từ notebook. Notebook là một cái quyển vở. Số 10 chúng ta có từ story. Story là truyện. Số 11 chúng ta có từ email. Email là thư điện tử nha em. Và 12 là chúng ta có từ letter. Letter là cái thư, nhưng mà là thư viết tay. Rồi tiếp tục chúng ta qua từ số 13 là từ newcomer. Newcomer là một cái người mới. 14 chúng ta có một động từ, đó là động từ learn. Learn là học. Rồi, từ 15 thì chúng ta có từ song, có nghĩa là bài hát. Song là bài hát. Rồi 16 thì chúng ta có từ aloud. Aloud. Aloud có nghĩa là to, lớn về mặt âm thanh em. 17 thì chúng ta có từ lesson. Lesson là bài học. 18 chúng ta có từ foreign. Foreign là thuộc về nước ngoài, ngoại quốc nha em. 19 chúng ta có từ language. Language có nghĩa là ngôn ngữ. 20 chúng ta có từ French. French là tiếng Pháp. 21 chúng ta có từ favorite. Favorite nghĩa là ưa thích. 22 chúng ta có từ understand. Understand là hiểu. Ví dụ chúng ta hỏi một người nào đó là bạn có hiểu không? Do you understand? 23 chúng ta có từ communication. Communication là sự giao tiếp giùm em. 24 chúng ta có một tính từ, đó là necessary. Necessary có nghĩa là cần thiết. 25 chúng ta có từ free time. Free time là thời gian rảnh rỗi. 26 chúng ta có từ get. Guess có nghĩa là đoán, dự đoán. 27 chúng ta có từ meaning. Meaning. Meaning có nghĩa là ý nghĩa. Ví dụ ý nghĩa của một từ, ý nghĩa của một câu trong tiếng Việt chẳng hạn. 28 chúng ta có từ stick. Stick đây là một động từ thì nó có nghĩa là gắn hoặc là dán vào. 29 chúng ta có từ practice. Practice nghĩa là thực hành hay là luyện tập. Và 30 chúng ta có từ new word. Chúng ta có chữ new là mới, và word là từ. Và new word tức là từ mới. 31 chúng ta có chữ short, có nghĩa là ngắn. Story là truyện, như vậy short story là truyện ngắn nha em. 32 chúng ta có từ hobby. Hobby là sở thích. 33 như nãy, lúc nãy thầy có dạy mấy em từ foreign, có nghĩa là thuộc về nước ngoài, thuộc về ngoại quốc. Như vậy foreign friend
là bạn nước ngoài, người bạn nước ngoài nhé. 34, chúng ta có từ subject. Subject có nghĩa là môn học. 35, chúng ta có từ because hoặc là because có nghĩa là bởi vì. 36, chúng ta có chữ while. While có nghĩa là trong khi. 37, chúng ta có từ good at. Good at, to be good at có nghĩa là giỏi về cái gì đó nha em. Ví dụ như là mình nói là em giỏi về môn tiếng Anh. I am good at English. 38, chúng ta có từ happy. Happy có nghĩa là vui vẻ. Từ 39 thì lại trùng với một cái từ lúc nãy chúng ta vừa mới học ở trên, đó là từ necessary, là cần thiết, chúng ta vừa mới học trên đây. Rồi như vậy thì chúng ta vừa mới đi qua phần từ vựng trong unit 8, unit 7. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần grammar, phần ngữ pháp với em. Thì ở phần ngữ pháp này, phần đầu tiên thầy sẽ nói cho em biết về cái sơ lược về cái cách mà chúng ta thêm s hoặc là es vào cái chủ ngữ và từng cái loại chủ ngữ. Thì mấy em biết chủ ngữ là gì rồi? Chủ ngữ tính là một cái người, một cái vật gì đó mà đứng đầu câu để thực hiện một cái hành động gì đó thì đó là chủ ngữ, đúng không? Thì hiểu một cách đơn giản là như vậy. Rồi mấy em nhìn thấy ở bên cái ô bên trái chúng ta có các chủ ngữ như sau: I, you, we, they và my friends. Như vậy thì chúng ta có 5 cái nha. 5 cái chủ ngữ là I, you, we, they, my friends. My friends đây chính là danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều như mẹ. Ví dụ chúng ta nói là ở đây chúng ta có là những người bạn, là nhiều hơn một, là những, là danh từ số nhiều. Rồi ví dụ những con mèo hay là những con gà, rồi những cái cây, những viên kẹo thì đó là nhiều hơn một, nhiều hơn một. Từ hai trở lên thì chúng ta có một cái danh từ số nhiều. Rồi như vậy thì 5 chủ ngữ này thì khi chúng ta chia động từ ở thể hiện tại đơn thì chúng ta sẽ giữ nguyên động từ đó, không thêm gì vào cái động từ đó. Mấy em thấy chữ like, thấy chữ like, người ta không thêm gì vào chữ like cả. Khi chủ từ là we thì người ta không thêm gì vào chữ like. Khi chủ từ là I, người ta cũng không thêm gì vào like. Khi chủ từ là they, người ta cũng chẳng thêm gì vào like. Thì như vậy, thì nếu chủ từ là một trong năm cái này mà đang ở thể hiện tại đơn và gặp cái động từ đó là động từ thường thì mấy em không thêm bất cứ cái gì vào nó hết nha mấy em. Nếu là động từ thường và gặp năm chủ ngữ này thì động từ đó mấy em không thêm gì vào, không thêm s hay là thêm es gì cả. Rồi mấy em nhìn vào cái ô thứ hai, ô bên phải, chúng ta có năm kiểu chủ ngữ, đó là he, she, it và my friend. Là ở đây là một danh từ kiểu số ít, là chỉ có một người bạn thôi. Tại sao chúng ta biết là một người bạn? Bởi vì chữ friend không có s. Thì khi gặp bốn kiểu chủ ngữ này mà ở thì hiện tại đơn mà chúng ta chia với động từ thường thì các bắt buộc các em phải thêm s hoặc es. Thì khi nào thêm es và khi nào thêm s thì sẽ nói sau. Nhưng cái đầu tiên mấy em cần phải nhớ là khi gặp bốn kiểu chủ ngữ này, he, she, it và danh từ số ít mà chia với động từ thường ở thì hiện tại đơn thì chúng ta bắt buộc phải thêm s hoặc es. Rồi thầy cho các em bài ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên chúng ta có he likes English, anh ta thích tiếng Anh. He là chủ từ thuộc một trong bốn chủ ngữ ở phía trên thì động từ phải thêm s hoặc es. Thì cụ thể ở đây chúng ta thêm s. Số 2, she likes fishing to music. Rồi như vậy thì chỗ này động từ người ta cũng phải thêm s và chủ từ nó là she, đúng chưa? Và my mom likes having a picnic on Sunday. Mẹ của tôi thì thích
đi cắm trại vào chủ nhật. Thì mẹ của tôi thì có một người mẹ thôi, thì động từ cũng phải thêm s anh em. Rồi, phần số 2 đáng lẽ sẽ là phần hỏi đáp về ai đó học môn học nào đó như thế nào. Nhưng thầy sẽ lướt xuống dạy phần số 5 đầu tiên. Bởi vì đó là quy tắc thêm S và S, nó có liên quan trực tiếp tới cái phần mà chúng ta vừa mới học. Cho nên thầy sẽ nói trước. Đó là quy tắc thêm S hoặc ES. Và mấy em lưu ý này, khi muốn biết một cái động từ đó thêm S hay là ES thì mấy em phải quan tâm tới chữ cái cuối cùng của động từ. Nhớ nha. Như vậy thì chúng ta nhớ nè, khi chủ ngữ là he, she, it và danh từ số ít thì động từ phải thêm S hoặc ES đối với động từ thường. Và khi nào thêm ES thì mấy em cần quan tâm cả đến một cái, đó là cái chữ cái cuối cùng của cái động từ thường đó. Thì đối với những cái động từ mà nó tận cùng á, là những chữ cái ở trong cái ô màu trắng này, thì mấy em sẽ thêm ES. Và thầy đặt nó thành mỗi câu thần chú, đó là ông sáu già chạy xe SH. Chữ O là ông, chữ S là sáu, chữ Z là già, chữ Z là già, được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta có một câu thần chú là ông sáu già chạy xe SH. Khi mấy em gặp ông sáu già chạy xe SH, những chữ cái cuối cùng của một động từ thì chúng ta sẽ thêm ES. Rồi mấy em nhìn vào cái ví dụ phía dưới, chúng ta có chữ finish. Finish thì mấy em thấy kết thúc là SH đúng chưa? SH. Thì như vậy thì chúng ta thêm ES là nó sẽ biến thành finishes. Rồi chữ thứ hai là chữ gets. Gets là chữ đoán thì nó kết thúc là S đúng không? Thì nó bằng với chữ 6 ở trên cái ô màu trắng. Ông 6 á, chữ S là 6. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải thêm ES vào nó. Thì chúng ta thêm ES vào chữ guess thành guesses. Chữ teach, teach thì kết thúc là CH. Thì chúng ta cũng phải thêm ES thành teaches. Tương tự với các từ còn lại, như mình fix thành fixes, go thành goes, dose thành doses. Rồi, những mấy em lưu ý, những động từ mà nó tận cùng là một phụ âm y dài, phụ âm y dài thì chúng ta phải chuyển y dài thành y ngắn rồi mới được thêm es nha. Những động từ mà tận cùng là y dài á, thì chúng ta phải chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm es. Ví dụ chúng ta có chữ carry, carry thì chúng ta phải biến y dài thành y ngắn rồi mới thêm es thành carries. Fly sẽ thành flies, chuyển y dài thành y ngắn rồi mới thêm es. Và có một lưu ý nữa, đó là không phải tất cả các động từ mà kết thúc là y dài thì mấy em chuyển y dài thành y ngắn đâu nha, mà những cái động từ mà nó kết thúc là y dài, tuy nhiên á, trước nó là năm, một trong năm cái nguyên âm mà chúng ta hay đọc là uể oải á, thì chúng ta chỉ thêm S vào cái động từ đó thôi. Thầy nhắc lại, những động từ tuy rằng nó kết thúc là y dài, nhưng phía trước cái chữ y dài đó là một trong năm chữ uể oải, thì mấy em chỉ thêm S vào động từ thôi. Chúng ta không biến y dài thành y ngắn và thêm ES giống như cái trên. Được chưa? Chúng ta chỉ thêm ES vào chúng ta chỉ biến y dài thành y ngắn rồi thêm ES và các cái động từ mà nó kết thúc là y dài, chỉ có chỉ y dài thôi. Được chưa? Chỉ nó không có, phía trước nó không có cái những chữ uể oải. Còn mấy cái động từ mà nó kết thúc là y dài mà phía trước nó là uể oải á, thì chúng ta chỉ thêm S vào. Mấy em cần lưu ý chỗ này, tránh cái việc chúng ta làm sai. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa mới học cái quy tắc thêm S hoặc là ES vào sau các cái động từ khi chủ từ nó là he, she, it và danh từ số ít, và áp dụng đối với động từ thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới phần số 2 là hỏi đáp về ai đó học cái môn nào đó nha mấy em, như thế nào. Chúng ta có cấu trúc câu là how do you learn và cộng với cái môn học đó.
Ví dụ mấy em có các môn học như sau: English môn tiếng Anh, Vietnamese môn tiếng Việt, Informatics môn tin học, Maths là môn toán, Art là môn mỹ thuật, Music là môn âm nhạc và Science là môn khoa học. Rồi ví dụ thầy đặt một cái câu đó là How do you learn English? Bạn học môn tiếng Anh như thế nào? Thì chúng ta trả lời là tôi học cái gì đó, chúng ta học trong đó những cái kỹ năng gì đó thì chúng ta nói ra. Thầy sẽ trả lời là I learn to read, write, vocabulary, spelling and grammar. Tôi học viết, tôi học đọc nè, rồi tôi học từ vựng nè, phát âm và ngữ pháp. Đó. Tương tự với các cái môn học khác thì các em có cái kỹ năng tương ứng ở bên phải. Ví dụ như How do you learn Vietnamese? Bạn học môn tiếng Việt như thế nào? Mình trả lời là I learn to read and write. Rồi I learn vocabulary, spelling and grammar. Rồi, rồi mấy em lưu ý là I learn to thì cộng với cái kỹ năng nha, cộng với một cái động từ nha, chứ không có cộng với một danh từ là vocabulary hay là spelling, nó là danh từ. Như vậy thì mấy em nói là I learn to read and write. Rồi chấm cái and I learn vocabulary, spelling and grammar. Rồi, trước vocabulary thì chúng ta không bỏ chữ to vào, giống như cái phía trước là to read hay to write. Rồi môn informatics, how do you learn informatics? Bạn học môn tin học như thế nào? Thì mình có thể trả lời là I learn application software and programmer language. Tôi học cái phần mềm ứng dụng và ngôn ngữ lập trình. Chúng ta có chữ application software là phần mềm ứng dụng and programmer language là ngôn ngữ lập trình. Rồi môn toán thì chúng ta có kỹ năng gì? Learn many interesting things about number. Học những điều rất thú vị về những con số, về con số. Hay là art, kỹ thuật, mỹ thuật thì chúng ta có thể learn to draw pictures. Học vẽ như mẹ, vẽ các bức tranh. Music, chúng ta có learn to sing songs. Là học hát, học các cái bài hát. Science thì chúng ta có learn about animals and plants. Học về động vật và thực vật. Rồi, phần số 3 là phần hỏi và luyện tập môn học nào đó như thế nào. Chúng ta có cấu trúc câu là How do you practice? Bạn luyện tập cái gì đó như thế nào? Ví dụ như mấy em, How do you practice reading? Bạn luyện đọc như thế nào? Bạn luyện đọc như thế nào? Thì trả lời là I read English comic books. Tôi đọc các cái quyển quyển sách mà comic, sách kịch bằng tiếng Anh. How do you practice listening? Bạn học và nghe như thế nào? Bạn luyện tập cái kiểu nghe nghe như thế nào? Thì mình trả lời là I listen to English songs. Tôi nghe các cái bài hát tiếng Anh. Và ví dụ tiếp theo là How do you practice watching? Bạn luyện xem như thế nào? Thì mình trả lời là I watch cartoons. Là tôi xem cái phim hoạt hình. The cartoons là phim hoạt hình như mấy em. Rồi phần số 4 là chúng ta hỏi đáp lý do ai đó muốn học môn nào đó. Thì chúng ta có chữ why là tại sao. Rồi bây giờ chúng ta hỏi là anh ấy hoặc là cô ấy thì chúng ta phải dùng chữ does là phía trước cái he và she, đúng không? He và she thì chúng ta phải mượn chữ does đặt phía trước nó. Rồi phía sau thì luôn luôn là một động từ, vì không động từ nguyên mẫu, không có thêm cái gì vào nó hết. Why sẽ là, đối với he và she sẽ là why does he và she learn, cộng với môn học, tại sao anh ấy hoặc cô ấy học cái môn đó. Rồi trả lời sẽ là because he or she wants to, bởi vì anh ấy hoặc cô ấy muốn làm cái gì đó. Được chưa? Thầy sẽ cho một ví dụ cụ thể. Why does he learn English? Tại sao anh ấy học tiếng Anh? Thì trả lời là because he
He wants to sing English songs. Bởi vì anh ấy muốn hát những bài hát tiếng Anh. Rồi, đó là câu hỏi đối với he và she, anh ấy hoặc cô ấy. Còn you và they thì sao? You và they thì chúng ta phải mượn chữ do chứ không thể mượn chữ does được. Bởi vì chủ từ chủ ngữ ở đây là you và they thì chúng ta phải mượn chữ do đặt phía trước nha em. Và phía sau thì động từ vẫn là nguyên mẫu, không thêm gì vào nó. Why do you learn hoặc là why do they learn cộng cho một cái môn học. Ví dụ có một câu hỏi là why do you learn English? Tại sao bạn học môn tiếng Anh vậy? Thì mình trả lời là because I want to sing English songs. Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh. Rồi như vậy thì thầy vừa mới hướng dẫn cho các bạn câu hỏi tại sao một người nào đó là thích muốn học một cái môn học nào đó. Thì đầu tiên đó là câu hỏi đối với chủ từ là he và she, chúng ta mượn chữ does. Mượn chữ does đặt phía trước. Còn you và they thì chúng ta mượn chữ do đặt phía trước. Và câu hỏi tại sao thì chúng ta có từ why, đúng không em? Why. Và mấy em lưu ý ở phía sau á, cái động từ nó luôn luôn là nguyên mẫu, chúng ta không thêm gì vào nó hết. Dù cho cái chủ từ nó là he hoặc she, hay là you hoặc là they, thì phía sau động từ vẫn là nguyên mẫu nha mấy em, chúng ta không có thêm s vào nó hết nha. Rồi như vậy thì đây là phần cuối cùng, phần kết thúc của video. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại bình luận phía dưới để thầy có thể giải đáp cho các bạn nhé. Rồi tạm biệt tất cả các bạn.